49 nha quý vị ha. Chiếc này là 49 và xài động cơ Mercury như vậy. Mercury 4 thì như vậy ha, 150 mã lực như vậy ha. Chiếc này đạp lắm, chiếc này bề ngang có là 49 như vậy ha. 49 và có chiều ngang là chiều dài 49 và chiều dài là chiều dài là 49 và chiều ngang là 1.8 đến 2 m như vậy ha. Chiếc này đạp lắm, chiếc này còn mới lắm. Chiếc này đời năm 2016 như vậy ha, đời 2016. Đó, nó đẹp luôn. Mình quay cho chủ yếu cho quý chủ xem mà tham khảo này. Nên em thích thì cứ nhắn tin cho mình ha, qua mua bán xe miền Tây gmail.com nha. Chiếc này đẹp lắm, chiếc này còn mới lắm ha, đời năm 2016. Mà động cơ này nó mới đi được có 145 giờ thôi ha, 145 giờ thôi. Rất là đẹp luôn. Nó đầy đủ tiện nghi ha, máy combo, máy định vị rồi nó cũng đầy đủ tiện nghi vậy. Bên trong của nó ha, bên chiếc này mình đi được 6 người như vậy ha. Phía trước của nó ha, có tay lái. Chiếc này động mình đi được khoảng 65 mai ha, 65 mai khoảng tương đương 90 số giờ. Chào quý vị chị em thân mến, hôm nay khách đó telephone cho mình đi xe đi quay những cái dòng cano ký gửi nha, bên Úc cho vị ha. Đây tất cả những cái cano là mình quay tại nước Úc cho vị ha, chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển ha vị ha. Thuế nhập khẩu và phí vận chuyển cái trong phần mô tả. Hôm nay cano về rất nhiều cho vị ha. Đấy, cho nên là khách ký gửi rất nhiều, mình chú ý mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo nha. Chiếc cano là cano thể thao vị ha. Cano thể thao, dáng thể thao ha. Chiếc này có tâm hạ là 95 nha quý ha, 95 và có mã hiệu là HD117S nha quý ha. Chiếc này đẹp lắm, chiếc này có chiều dài là 49 nha quý ha. Chiếc này là 49 và xài động cơ Mercury như vậy. Mercury 4 thì như vậy ha, 150 mã lực như vậy ha. Chiếc này đẹp lắm, chiếc này bề ngang có là 49 nha quý ha. 49 và có chiều ngang là chiều dài 49 và chiều dài là chiều dài là 49 và chiều ngang là 1.8 đến 2 m nha ha. Chiếc này đẹp lắm, chiếc này còn mới lắm. Chiếc này đời năm 2016 nha ha, đời 2016. Đó, nó đẹp luôn. Mình quay cho chủ yếu cho quý chủ xem mà tham khảo này. Nên em thích thì cứ nhắn tin cho mình ha, qua mua bán xe miền Tây gmail.com nha. Chiếc này đẹp lắm, chiếc này còn mới lắm ha, đời năm 2016. Mà động cơ này nó mới đi được có 145 giờ thôi ha, 145 giờ thôi. Rất là đẹp luôn, nó đầy đủ tiện nghi ha, máy combo, máy định vị rồi nó cũng có đầy đủ tiện nghi vậy. Bên trong của nó ha, bên chiếc này mình đi được 6 người như vậy ha. Phía trước của nó ha, có tay lái. Chiếc này động mình đi được khoảng 65 mai ha, 65 mai khoảng tương đương 90 số giờ rồi. Chiếc này đi được tới 90 số giờ nha. Chiếc này được 90 số giờ. Đó, rất còn mới luôn. Còn mới lắm, rất là đẹp hay vậy ha. Đó thì theo cái sở thích của mọi người, mình chủ mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo giá. Và quý vị thì em thích thì cứ nhắn tin cho mình ha, qua mua bán ghe miền Tây ha. Và chiếc này mình, sau đó mình đi một vòng, sau đó mình xin báo giá ha. Chiếc này có giá trị là là chiều dài nó là 4m9 cho mình ha, chiều ngang nó là 1m8 2m và bề ngang 1m8 2m, xài động cơ 4 thì 150 mã lực Mercury ha. Rất là đẹp như vậy ha, rất đẹp, nói chung là chiều rất là đẹp luôn, thì theo cái sở thích của anh chị em ha. Và chiếc này có giá trị là 30.000 đô la Úc nha ha, 30.000 đô la Úc, nhưng mà đang giảm 5.000 nha ha, đang giảm 5.000, còn có 25.000 đô la Úc thôi ha, 25.000 đô la Úc ha, chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển nha ha. Thuế nhập khẩu và phí vận chuyển thì có ghi trong phần mô tả. Và quý vị anh chị em thích cái chiếc xe kéo nữa là 3.000 là 28.000 nha ha. Còn nếu không lấy xe kéo thì chỉ có 25.000 thôi. Đang giảm 5.000 nha ha. Chiếc này đang cũng giảm giá từ đây đến cuối tháng nha ha. Mình chủ yếu quay cho quý chủ xem tham khảo giá là chiếc này đẹp lắm. Nói chung là đời năm 2016 và động cơ nó đi chưa được tới 200 giờ đó nha vị ha, chưa tới 200 giờ. Rất là đẹp luôn. Đó, chiếc này tốc độ cao ha. Đi được khoảng 90 cây số giờ nha vị ha, 90 số giờ, rất là đẹp ha. Cho những anh em trung niên ha. Đó, anh em thích đi đam mê tốc độ đi chiếc này hết sảy nha vị ha. Và bên mình cũng có nhận mua bán cano, ghe tàu ký gửi á. Quý vị anh chị em có chiếc cano, chiếc ghe, chiếc tàu muốn bán, quay về điện thoại nằm ngang á, mình sẽ đăng bán hoàn toàn miễn phí cho quý vị anh chị em nha quý vị ha. Đẹp lắm, chứ bên trong mình sẽ quay bên trong cho quý vị chú xem mà. Rất đẹp không? Bên trong ghế da đầy đủ nha ha. Sao bằng cái sao của nó là ha.
bên cái sân mình gọi được 3-4 người ha, người Việt Nam mình gọi được 4 người, từ Tây Phương thì 3 người thôi. Còn phía trước mình rất đẹp ha, phía trước còn mới lắm quý, còn rất là mới luôn đó. Cho nên là đây năm 2016 nha mẹ, nó động cơ nó Mercury 150 mã lực 4 thì mà nó mới đi có chưa tới 200 giờ như vậy ha, rất đẹp luôn ha, chân dịch nữa nè, rất là đẹp như vậy ha. Thì theo cái sở thích của quý vị anh chị em đó, mình chú ý mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo giá ha. Nói chung tiền nào của nó giá nào cũng có hết, nói chung là tùy theo có túi tiền của mọi người đây đó. Chiếc này nếu mà nhập khẩu về Việt Nam khoảng mất 120 triệu như vậy ha, khoảng 120 triệu, rất đẹp luôn đó. Mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video tại đây hai vị ha. Đó, nói chung là tùy theo cái sở thích của mọi người, quý vị anh chị em nhớ đăng ký ha, bấm like ha, bấm share ha, video của mình cho các tất cả anh chị em đam mê sông nước miền Tây vlog ha đều được theo dõi ha, hoặc là mua bán game miền Tây ha, hoặc là quý vị anh chị em thích thì cứ nhắn tin cho mình qua mua bán game miền Tây gmail.com ha, hoặc là Zalo Viber thì mình có ghi trong phần mô tả nhé. Chiếc này đẹp lắm nha quý vị, bên này phía trước mũi nha ha, chiếc này có tâm hạ là 95 nha quý vị ha, 95 đó, nói chung là rất là đẹp luôn. Và mình xin nhắc lại chiếc này là chiều dài 4m9 ha, và động cơ Mercury 150 mã lực và bề ngang 1m8-2m, có giá trị 30.000 đô la Úc, giảm 5.000 còn 25.000. Còn nếu anh quý vị anh chị em thích xe kéo thì 3.000 nữa là 28.000 quý vị ha, rất là đẹp luôn, rất đẹp nha quý vị ha. Rồi đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem cái video của mình ha. Và chúc quý vị và anh chị em một ngày mới thật tốt đẹp ha. Hôm nay trời rất là đẹp nha quý vị ha. Hôm nay trời mùa đông nhưng mà nó đang hôm nay chỉ có 5 độ thôi nha, nhưng mà nó có nắng cũng đỡ lắm. Cho nên là xin lỗi quý vị anh chị em nha. Hơi ồn chút xíu. Nó hơi ồn chút xíu, mình đang ngoài đường á, cho nên là mình quay cho quý vị xem tham khảo giá thôi. Rồi, mình xin kết thúc video này, chúc các bạn và gia đình một ngày mới thật tốt đẹp nha quý vị ha. Thân chào, xin hẹn video kế tiếp ha. Mình sẽ quay những cái dòng khác cho quý vị chú ý xem tham khảo thôi. Rất là đẹp nha quý vị ha.